Hello, xin chào tất cả các anh em. Video đầu tiên của mình trong năm 2019, Trà Nước Hoa mình muốn nói đến, giới thiệu đến các anh em đó là một sản phẩm của nhà Tom Ford. Nó có tên là Tom Ford Noir Extreme. Đây là ngoại hình của em nó. Trà Nước Hoa này được ra mắt vào năm 2015. Nó là cái bản nâng cấp tiếp theo của bản Tom Ford Noir, được ra mắt vào năm 2012. Với hương đầu của nó là quả quýt hồng, hoa cam Nedori, nghệ tây, nhung đậu khấu, bạch đậu khấu. Hương giữa của nó là có hoa hồng này, hoa cam, hoa nhài và hương Kufli đó. Hương cuối của nó gồm có hương gỗ hổ phách, gỗ đàn hương và hương vani đó. Đấy là những cái thành phần nguyên liệu được sử dụng trong chai nước hoa này. Như mình đã nói, đây là cái bản nâng cấp tiếp theo của chai nước hoa Tom Ford Noir. Thế nhưng mà cái phong cách mùi hương của chai nước hoa bản nâng cấp này nó hoàn toàn khác với bản gốc. Trong khi ở cái bản Tom Ford Noir, mùi hương nó u tối hơn, nó có gì đó bí ẩn hơn, thì ở cái bản nâng cấp này thì cái mùi hương của nó gần như là khác biệt hoàn toàn. Nó ngọt ngào hơn, nó nồng nàn hơn. Đó, đấy là những cái gì mình cảm nhận sơ bộ về mùi hương của chai nước hoa này. Cái mở đầu mùi hương của chai nước hoa này nó định hình cái phong cách, cái style mùi hương của chai nước hoa này mạnh mẽ, ngọt ngào và nồng nàn. Mùi hương vani là cái thành phần nguyên liệu mà các bạn sẽ cảm thấy rõ rệt nhất. Chắc đến vani thì gần như đây là một cái nguyên liệu cực kỳ phổ biến trong gần như trong tất cả các chai nước hoa, cả nam lẫn nữ đều dùng. Và tùy theo cái mức độ pha chế của perfumer thì cái mùi hương vani nó sẽ có cái phong cách khác nhau. Ví dụ như một vài chai mình trước đây mình vẫn làm trong video mình giới thiệu, ví dụ như một cái chai Saint-Gluton vani đấy, thì mùi hương nó nhẹ nhàng mà quyến rũ. Nhưng cũng cùng mùi hương vani thì khi mà được pha chế cùng mix cùng với trầm thì nó sẽ có một cái mùi ngọt pha lẫn một chút đắng đắng. Đó là của nhà Terry Ellis. Và cái mùi hương vani của chai Tom Ford này thì nó vẫn là ngọt ngào và nó mix cùng với cái mùi hương Kufli. Kufli nó là một tên một cái món tráng miệng của Ấn Độ. Đó là giống như kiểu một cái vị kem và mix cùng với vị cay nồng. Và khi mà các anh em xịt mùi hương của chai nước hoa này thì cái cảm nhận rõ rệt nhất đó là cái vị ngọt ngào của vani kết hợp cùng với cái vị hương Kufli, vị kem mix cùng với một chút cay nồng để tạo nên cái mùi hương ngọt ngào, nồng nàn và vẫn là nam tính. Nó vẫn mang cái phong cách chủ đạo của nhà nước hoa Tom Ford, có thể là ngọt ngào thế nhưng mà nó vẫn giữ một cái nét gì đó manly, nam tính, chứ nó không như kiểu là Jean Paul Gaultier hay là Paco Rabanne đó. Những cái nhà nước hoa mà họ luôn có thiên hướng mùi hương nó hơi ẻo lả lơi, thì ở đây Tom Ford mặc dù ông đã có cho những cái nốt nguyên liệu ngọt ngào, nồng nàn thế nhưng nó vẫn giữ cái chất manly, nam tính mang đặc trưng của nhà Tom Ford. Và sau đây chúng ta hãy cùng xem phản ứng của mọi người khi được ngửi mùi hương của chai nước hoa này. Subtle yet elegant. This is very nice. Very nice. A date night. Yeah. So, how about you? Oh, I like it a lot. Yeah. So, from 1 to 10, how would you give? It's definitely the good side of 5. Maybe an 8. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Okay, so thank you. Nice. Nice. Okay. How about you like? You like not? So from 1 to 10, how do we give this smell? Okay. Eh? Mọi người có thể thấy phản ứng của mọi người khi ngửi mùi hương của chai nước hoa này là rất ok. Mùi hương rất là thu hút. Và đối với cá nhân của mình cũng rất là thích mùi hương của chai nước hoa này. Đây là một trong những cái chai mà mình rất là hài lòng của nhà Tom Ford. Mặc dù mình đã nói là các cái sản phẩm của nhà Tom Ford nó không hợp với cái style của mình đó, thế nhưng đây là một trong những cái chai nước hoa mà mình cảm thấy ok, mình có thể sử dụng được. Về độ bám tỏa mùi thì thực sự mà nói thì mình cũng chưa có nhiều dịp sử dụng chai nước hoa này, nhưng mà theo như đánh giá trên Fragrantica thì độ bám mùi của chai nước hoa này rất là ok, ở tầm từ 6 đến 12 tiếng, và độ tỏa mùi thì không quá xa. Đó, có thể là trong vòng một cánh tay đó. Về độ tuổi dùng hợp với chai nước hoa này thì cũng vẫn giống như những sản phẩm của nhà Tom Ford, nó không hợp với các bạn trẻ mà tầm từ 28 đổ lên
mới có thể sử dụng được chai nước hoa này. Mặc dù nó đã có những cái nốt hương vị ví dụ như vani, hổ phách, vân vân, thế nhưng nó vẫn có cái nét gì đó già dặn. Do đó nếu như bạn nào sử dụng chai nước hoa này thì tất nhiên nếu như bạn thích thì bạn có thể dùng, đấy là quyền của các bạn. Thế nhưng mình dùng làm sao để cho nó hợp lý thì theo cá nhân của mình thì tầm từ khoảng 28 đổ lên là ok. Về dịp sử dụng, chai nước hoa này hợp với đi uống nước và đi làm là ok nhất. Còn về đi hẹn hò thì mình nghĩ là có thể dùng và có thể không dùng. Nhưng đối với cá nhân của mình, nếu mà mình để đi hẹn hò thì mình sẽ chọn những cái mùi hương nó lẳng lơ, chứ mình sẽ không chọn mùi hương của chai nước hoa này. Đi bar thì không hợp rồi, cái đấy chắc chắn là không hợp. Đánh giá mùi hương của chai nước hoa này, như mình đã nói, đây là một cái mùi hương đối với cá nhân của mình rất là tốt, rất là ok của nhà Tom Ford. Nó có thể không phải là xuất sắc, nhưng nó là một mùi hương tốt. Một cái mùi hương của vani quyện cùng với vị kem và cay nồng, rất là ngọt ngào, rất là nồng nàn, quyến rũ đó. Anh em nào nếu mà yêu thích một cái phong cách manly và không và mình muốn là không phải lúc nào mình cũng để cho mọi người ấn tượng một cái phong cách classic, một cái phong cách có vẻ dừ quá, chín chắn quá, thì Tom Ford Noir Extreme này là một cái sự lựa chọn thay thế. Đó, thỉnh thoảng là mình cũng phải nên thay đổi. Nó cũng ngọt ngào, nó không có cái gì đó quyến rũ và nó vẫn giữ được cái chất manly đó. Đấy là những cái gì mình cảm nhận về chai nước hoa này. Thì trên đây là những cái gì mình cảm nhận, mình đánh giá về mùi hương của chai nước hoa Tom Ford Noir Extreme. Mình rất là hy vọng các anh em cảm thấy thích video. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy có giá trị và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.